Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh để dự án sớm khởi công và hoàn thành, Ủy ban nhân tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này. Tây Ninh cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép hai địa phương tiến hành song song việc khảo sát, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Bộ kế hoạch và đầu tư đã cho ý kiến về vấn đề này đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh, địa phương được giao là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án. Đối với kiến nghị cho phép hai địa phương tiến hành song song việc khảo sát lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để rút ngắn thời gian thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân tỉnh căn cứ khoảng 2 điều 72 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để tách dự án giải phóng mặt bằng ra thành dự án thành phần và triển khai theo quy định để đảm bảo rút ngắn thời gian và thẩm quyền thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh. Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh một bài có chiều dài toàn tuyến khoảng 50 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 26 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 20.000 tỷ đồng. Dự kiến dự án được khởi công vào năm 2024, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2027.